Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi đã có mặt tại xã Hoàng Vinh. Thì khu vực này chúng ta mặt tiền đường quốc lộ 14B các bạn nhé. Đường Ngô Đức Đệ nối dài. Thì nó sẽ nối thành phố Kon Tum với lại tỉnh Gia Lai các bạn ạ. Thì tuyến đường này sau này sẽ được nâng cấp lên thành một con đường rộng 30m các bạn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn tham khảo một cái mảnh đất ở tại khu vực này nhé các bạn nhé. Thì theo gia chủ thông báo thì nó sẽ rộng khoảng cỡ 2 sào, tức là 2.000m2. Mặt tiền là rộng khoảng 20m như thế này các bạn. Chiều sâu vào là khoảng cỡ 100m. Đấy, sổ sách các thứ là đầy đủ. Gia chủ đã lên được cho mình là 400m2 thổ cư, là full thổ cư luôn. Đây, hai bên là kẹp nhà các bạn nhé. Đấy, mặt tiền nó có hai mặt tiền luôn. Thì ở đây chúng tôi đang có mặt tại đường Ngô Đức Đệ. Mặt tiền đường Ngô Đức Đệ các bạn. Hết sức rộng rãi và dài đẹp. Đất đai thì bằng phẳng. Thì ở khu vực này có cái ưu điểm là nó sẽ hai mặt tiền, cái thứ hai là full thổ cư, cái thứ ba nữa là nó sẽ gần cái con đường Tránh Tây. Nó cách cái con đường Tránh Tây thì nó sẽ tầm khoảng vài trăm mét các bạn nhé. Con đường Tránh Tây của thành phố Kon Tum các bạn ạ. Thì đây là một điều phải nói hết sức quan trọng. Nó sẽ nâng tầm cái đất của gia chủ lên rất nhiều. Thì hiện nay rất nhiều những anh chị các bạn mà làm nhà xe này, làm gara này, hoặc là mở những cái tiệm tạp hóa, hay là mở những cái tiệm vật liệu xây dựng, thuốc trừ sâu, phân bón, thì rất là cần những cái diện tích đất mà nó lớn như thế này các bạn nhé. Thế thì anh chị em các bạn nào có cái nhu cầu như vậy thì chúng ta có thể liên hệ với nhà đất Hoàng Vinh, thì chúng ta sẽ làm việc với gia chủ. Thì đất đẹp thì giá tiền thì nó cũng đẹp theo các bạn. Thì hiện nay là gia chủ vẫn đang mong muốn cái lô đất này với cái giá là 1.8 tỷ các bạn nhé. Đấy, đúng 1.8 tỷ mới bán. Đấy, còn thấp hơn thì không bán. Thì chúng ta sẽ cùng nhau ra phía sau cái mặt tiền thứ hai thì nó sẽ bám theo cái đường bê tông rộng khoảng cỡ 2.5m 3m như thế này. Đấy, đất chúng ta sẽ hai mặt tiền. Đấy, hết sức là đẹp đẽ các bạn, đất ở đây thì bằng như trải thảm luôn, hết sức đẹp. Xin nhắc lại là sẽ là chiều rộng và theo sổ thì nó khoảng 18m thôi, nhưng mà theo gia chủ thông báo ở ngoài thì nó khoảng 19. Đấy, sâu vào phía trong thì khoảng cỡ 100. Đấy, thực tế thì nó khoảng hơn. Đấy, đại loại là nó khoảng cỡ gần 2 sào, 400m2 là thổ cư. Đây, đây các bạn này, nó sẽ bắt đầu từ cái trụ bê tông này, trụ bê tông này các bạn nhé. Phía sau là gia chủ có trồng bời lời, thì bời lời anh nói là cũng 4-5 năm là thu được một lứa, cũng thu được khoảng cỡ gần 20 triệu. Đây, sẽ đến cái cây bời lời bên phía bên đây các bạn này, để bám theo cái đường bê tông như thế này. Khu vực này thì dân cư xung quanh ở ổn định hết rồi các bạn. Đây đến cái trụ đây các bạn nhé. Đây đến cái cây trụ đây. Đấy, đất vuông vức bằng phẳng, không có tóp hay là méo miếc gì các bạn, cực kỳ đẹp. Hai mặt tiền. Đấy, 1.8 tỷ các bạn. Khoảng gần 2 sao. 400m2 là thổ cư, không lo quy hoạch quy đồ hết, bởi vì xung quanh dân cư đã ở ổn định lâu đời rồi. Đây một cái mảnh đất phải nói các bạn là cực kỳ đẹp, to rộng, dành cho quý anh chị em các bạn làm nhà xe, gara xe, mở tiệm vật liệu xây dựng, thuốc trừ sâu, phân bón, hay là làm cái bãi cho thuê để đỗ xe chẳng hạn, vân vân và vân vân. Nói chung là rất nhiều mục đích ở cái khu vực này. Đó là một trong mảnh cực kỳ đẹp. Đây để quý anh chị em các bạn có thể xem và theo dõi các bạn nhé. Đây, theo dõi thêm một số cái hình ảnh ở trên flycam. Thì mảnh đất chúng ta nó sẽ có cái hướng là nó hơi cái hướng về hướng Tây các bạn, nếu mà hướng về hướng đường Ngô Đức Đệ. Còn hướng sau này thì sẽ hướng về hướng Nam. Đấy, nó hơi chếch chếch Bắc một chút các bạn, nó không phải là thuần Tây. Đấy, chào các bạn theo dõi thêm một số hình ảnh nhé. Chúng tôi cũng xin kết thúc cái review. Cảm ơn cái sự theo dõi của mọi người. Anh chị em các bạn nào có cái nhu cầu bán đất, muốn bán những mảnh đất của mình hay là muốn quay dịch vụ, thì chúng tôi sẽ có những cái dịch vụ quay cho quý anh chị em các bạn và đăng bán cho quý anh chị em các bạn nhé. Đến khi nào anh chị em các bạn có thể bán được cái mảnh đất của mình ra thì thôi.
hết sức là thuận lợi. Thì được cái ưu điểm của cái làm những cái video như thế này thì các bạn sẽ tiếp cận được rất nhiều những khách hàng, không phải là những khách hàng tại tỉnh Kon Tum, mà các bạn sẽ được tiếp cận những rất nhiều khách hàng tại những cái tỉnh thành phố lớn khác nữa. Đấy, đây là một trong những cái ưu điểm phải nói các bạn là cực kỳ lớn khi các bạn là thông qua những cái video như thế này. Và cái ưu điểm tiếp theo là các bạn treo bán biển, không bị những gọi là trung gian môi giới người ta gỡ biển hay người ta vứt biển đi chẳng hạn. Đấy, tôi thấy rất nhiều anh chị là treo biển lên là cái ngày hôm sau là người ta gỡ biển mất. Đấy, thì nó hết sức là phức tạp và nó gây ra cái sự rắc rối cho mình. Và là có nhiều anh chị ở những cái vùng sâu vùng xa ấy, chúng ta không có được cái điều kiện để đăng những cái mảnh đất của mình lên, thì chúng tôi cũng có thể quay cho các bạn nha các bạn nhé. Đấy, hết sức thuận lợi. Thường xuyên đăng bài cho các bạn, khi nào các bạn có thể ra được cái lô đất đấy thì thôi. Đấy, hết sức thuận lợi. Đấy, các bạn là theo dõi một số hình ảnh xung quanh cái mảnh đất của chúng ta để biết thêm các bạn. Đấy, xung quanh thì đất nó bằng phẳng, cánh đồng lúa, rồi những cái đồng, những cái rừng cao su bạt ngàn các bạn. Khu vực này đất thì phải nói cực kỳ bằng phẳng. Rồi xin kính chào mọi người.